Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai như ngày quý vị. Rồi em chào chị. Rồi chị chào Tuấn. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Hôm nay em có đem về lô me phôi. Rất mong anh chị em cô bác gần xa nhanh chút thời gian vào xem ủng hộ shop. Shop của em địa chỉ ấp Bình Long, sông Bình, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại em cũng là số Zalo nằm trên tiêu đề. Hình thức của tụi em là bao ship toàn quốc à. Vô đầu clip vẫn là mã số 1 à. Là mã số 1 thì quý vị ơi. Một em hình thú rõ nét nha. Cao 27. Rồi cái hoành. Rồi đó nghe đó qua đi. Cái hoành 25 đúng. 25 hoành còn nghe gì? Rõ lắm nè. Chân mình phải đuôi à. Mình này. Em thú vừa chản luôn, rõ nét ha. Rồi cho con chồng nó đi chị. Sửa nhẹ nha. Rồi. Rồi, giống như chị. Rồi, cây số 1 này, mã số 1 này giao lưu 1 triệu rưỡi à. Rồi, 1 triệu rưỡi. Cái hình nguyên rồi. Con thiệt đúng luôn. Rồi sửa giùm chị cái này lại. Đâu qua mã số 2 quý vị. Số 2. Cao 1m04. Cái hoành 33. Rồi 33 hoành. Rồi xe xe luôn. Vậy ngắm nghía kỹ thân cành em nói nha quý vị. Mình rà máy cũng rất là chậm nè. Đó. Rồi ở đây nó có cái vết lụa mà giờ nó liền à, muốn liền rồi nghe cô bác. Vết xẹo đó ha. Nè. Khép rồi, cái này nó khép rồi ha quý vị. Khép kín luôn rồi, gần kín luôn rồi nè. Rồi để đây. Báo cho cô bác biết đó chứ ở trên nó chưa ấy chứ dưới đây là nó liền rồi nè. Tính theo liền rồi nè. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 2 này giao lưu 800 à. Rồi 800. Rồi qua mã số 3 luôn. Cao 1m04 luôn. Rồi cái hoành. Cái hoành 32. Rồi xe xe luôn 32 hoành. Tay cành lực lực. Em này có cái vết lửa nhẹ. Nghe đó. Rồi. Để luôn quý vị. Để thì ok lắm cô bác. Đều bầu hết nè. Nè. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 3 này giao lưu 800 à. Rồi xuống cây. Qua cây mới luôn. Mã số 4 luôn. Cao 1m27. Rồi cái hoành. Cái hoành 31 hơn rồi. Rồi xây xây luôn. Rồi thân cành em nói luôn quý vị. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã số 4 giao lưu 750 à. Rồi xuống cây luôn 750. Rồi mã số 5. Một mét lẻ tư. Cái hoành 28 đi. Rồi 28 hoành. Để rồi quý vị. Rồi đúng như chị. Xe điêu bàn luôn. Rồi mã số 5 này giao lưu 600 à. Rồi xuống cây luôn 600 ngàn à, 6 luôn quý vị. Cao 68. Cái hoành 27. Rồi xe xe luôn 27 hoành. Rồi để luôn. Rồi giao lưu như chị. Rồi mã số 6 giao lưu 500 à. Rồi 500 mua gì đây. Rồi qua mã số 7 luôn. Cao 79. Cái thôi tính 30 hoành đi. Rồi hoành 30. Cái củ đặc này. Đó củ đo ngay tròn tròn ở đó thì nhiều. 36. 36. Đó cái củ tròn tròn là 36 vậy hoành ở trên 30 trên đây ha. Là 30 với đây 36. Rồi. Củ nù gốc á. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã số 7 này giao lưu 600 à. Rồi 600.
Rồi. Mã số 8 luôn. Cao 1m13. Cái hoành 26. Rồi, 26 hoành tay cành ok, như vậy là ok rồi. À. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 8 giao lưu 450 à. 450. Rồi, qua mã số 9 luôn. Cao 97. Rồi. Cái hoành 26. À, xây xây luôn. Để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 9 đi, giao lưu 407 à. 407. Rồi, mã số 10. Cao 1m. Đọt ra đây đi. Cái hoành 27 đi, 28 chứ không chí. 27 hoành. Để quý vị. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi, mã số 10 này giao lưu 506 à. Rồi, 506. Rồi, qua mã số 11 luôn. Cao 68. Hoành 17. Rồi, 17 hoành. Đế điều trân đây bầu đây hết. À, quý vị. Rồi, giao lưu nha chị. Đế đặt bầu luôn. Mã 11 này giao lưu 250 à. Rồi, xuống cây luôn, qua 12 luôn. Cao 52. Cái hoành 17. Rồi. Để đây. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 12 giao lưu 107 à. Rồi, qua 13 luôn. Cao 68. Cái hoành 17. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 13 này giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã 14 luôn. Cao 44. Cái hoành 15. Rồi, có đầm bông ha. Đẹp à. Bự ghê không? Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 14 này giao lưu 107 à. Rồi, qua 15 luôn. Cao 47. Cái hoành 16. Rồi. Anh này cũng nu nu mắt trúc rồi nè. Nu mắt trúc nhẹ nhẹ ha. Mắt trúc. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 15 này giao lưu 107 à. Rồi, qua 16 luôn. Cao 42. Cái hoành 15. Rồi, để em nói cái gì. Trong này nhỏ mà sao nó sần sùi, nó bể mình hết rồi. Chị. Rồi, mã 16 này giao lưu 150 à. Rồi, xuống cây luôn, qua 17 luôn à quý vị. Cao 57. Cái hoành 16. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 17 này giao lưu 107 à. Rồi, 107. Rồi, mã số 18 luôn. Cao 44. Cái hoành 14. Để quá xa luôn. Rồi, giao lưu như nhỏ chị. Mà để đặt luôn ha. Mã 18 giao lưu 107 à. Rồi, xuống cây luôn. Qua 19 luôn à quý vị. Cao 68. Cái hoành 23. Rồi, 23. Đến luôn. Rồi, 23 hoành. Giao lưu mã 19 đi, giao lưu 208 à. 208. Rồi, qua 20 luôn. Cao 52. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Đến luôn. Để con nhóc dưới từ đó. Rồi, giao lưu như chị. Để tứ diện luôn á. Mã 20 thì giao lưu 107 á. Rồi, qua cây mới luôn.
21 luôn. Cao 52. Cái hoành 18. Rồi đếm nó luôn rồi quý vị. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mã 21 này giao lưu 180 à. Rồi 108. Rồi qua 22 luôn. Cao 47. Cái hoành 16. Rồi đếm nó rồi quý vị. Đặt bầu luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 22 này giao lưu 170 à. Rồi qua 23 luôn. Cao 52. Cái hoành tính 24 đi. Rồi, 25 20, yếu chút. Rồi 24 hoành. Để luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 23 này giao lưu 450 à. Rồi 450. Rồi mã số 24 luôn. Cao 42. Cái hoành 18. Rồi đếm nó luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mã 24 này giao lưu 170 à. Rồi 170. Rồi mã số 25 luôn. Cao 62. Cái hoành 23 đúng. Rồi 23 hoành. Để luôn. Hết luôn. Dòng nữa. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 25 này giao lưu 450 à. Rồi 450. Rồi qua 26 luôn. Cao 55. Cái hoành 16 đi. 17. Rồi 16 hoành 17 thiểu. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 26 thì giao lưu 170 à. Rồi 170. Rồi mã số 27. Một mét 30. Hoành 23. Rồi tay cành đều quá quý vị. Cành đẹp nè ha. Cành bự 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 không à. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 27 này giao lưu 400 à. Rồi cây đẹp về 400. Rồi chúc gấp chúc gấp. Cao 44. Rồi mã 68 đây quý vị. Cái hoành 18. Rồi bông. Trời ơi bông chùm, à. Chùm chùm. Thì đẹp quá ha. Để đây. Để đặt luôn. Đặt đế luôn. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi mã 28 này giao lưu 200 à. Rồi cây đẹp luôn. Giá yêu thương cô bác ơi. Mã 29 luôn. Cao 49. Cái hoành 16. Rồi 16 hoành. Đế cũng đặt bầu luôn. Đó. Giá nhiêu chị? Rồi mã 19 thì giá mã 29 thì giá 190. Giờ cái số 19. Ba mã số 30 trở về sau là cặp đôi quý vị ơi. Rồi 47 cao. Cặp 30. Hoành 14. Hoành 12. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu cặp chị? Rồi cặp 30 này giao lưu 200 à. 200. Rồi qua cặp 31 luôn. Cao 21. Cái hoành tính 17 đi. Bên đây hoành 12. Rồi giao lưu nhiêu chị? Mà cặp 31 này giao lưu 170 à. Rồi màu đen luôn. Cặp 32 luôn. Mua cây tặng cây cô bác ơi. Cao 57. Chú hoành 13. Chú hoành 14. Rồi thì hai em này tay cạnh cũng khá quá đây. Cái này nó hơi có một miếng nè. Sắp liền. Cái chích xẹo không. Cái đó cái cao cao kia hơi có chích xẹo xíu. Rồi giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 32 này giao lưu 180 à. Rồi 108. Rồi cặp 33. Cao 59. Cái hoành 15. Rồi
cái hoành 16. Rồi để em nói luôn rồi quý vị. Để coi vậy điều chứ ha. Cũng đặt hết đó. Rồi giá luôn như chị. Rồi cặp 33 này giá 250 à. Rồi. Và cặp 34 luôn. Cao 59. Cái hoành 16. Bên đây hoành 17. Rồi, em 16, bên em 17 hoành. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu? Rồi, cặp 34 này giao lưu 250 à. Rồi, 250. Rồi, xuống cây luôn. Cặp 35 luôn. Cao 79. Rồi. Cái hoành 15. Đây hoành 14. Rồi, xây xây luôn. Rồi, cái lá này là bông mới bự dữ nè. Cái lá mai mà nó bự cỡ vậy nè quý vị ơi. Giống lá xoài. Okay. Hết phương cái lá. Cái cây lá nhỏ. Bự là bông bự lắm. Mà cái lá thì quá là to. To như cái lá bàn. Có nào để dưới lá bàn ấy, lá bàn rụng dính hay gì đó. Để giữ ha. Cái cây này cái lá là du lịch luôn. Rồi cặp 35 này giao lưu 200 mà. Đó, cây lá bự tổ luôn. Rồi. Số 36 luôn. Cao 46 à. Quanh 17. Đây quanh 17 luôn. Rồi để đây. Rồi giao lưu nha chị. Rồi cặp 36 này giao lưu 250 à. Rồi xuống cây luôn. Cặp 37 luôn. Cặp 37 cao 37 luôn. Cái hoành 18. Bên đây hoành 14. Rồi, để luôn nha quý vị. Cái này nó có cái lũa ở đây nghe cô bác. Giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 37 này giao lưu 190 à. Rồi, xuống cây luôn. Cặp 38 luôn. Cao 52. Hoành 16. Bên đây hoành 16 luôn. Rồi, thành cạnh luôn. Rồi, để luôn. Để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 38 này giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây luôn, 200 ngàn. 39 luôn. Cao 56. Hoành 14. Hoành 15. Rồi. Để luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu nha chị. Cặp 39 này giao lưu 108 à. Rồi. Cái này nhỏ mà để bàn ghê không kìa. À, qua 40 luôn quý vị ơi. Cao 45. Hoành 16. Nãy hoành à, thôi 19 đi, 20 yếu chút. Rồi, em 16, 19. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, cặp 40 này giao lưu 250 à. 250. Rồi, cặp 41 luôn. Cao 50. Hoành 12. Đây hoành 11. Rồi, để luôn. Chi tàn ngon lành luôn. Để cũng ngon vậy. Luôn. Đó, nhỏ nhỏ và để đặt nhớ luôn nha. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, cặp 41 này giao lưu 108 à. Rồi, cặp 42. Cao 46 à. Cái hoành 15. Bên đây hoành 12. Rồi. Chờ coi đế nè. Đế đặt luôn ha. Con cây bên đó đặt đế luôn. Rồi cặp này giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 42 này giao lưu 220 à. Cái cây này là đủ tiền rồi. Bộ đế hết biết. Nhỏ mà sao bộ đế đã gì đâu. Cao 34. Rồi cặp 43. Cái hoành 17. Đây hoành 15. Rồi đế hai em nói luôn. Đấy còn bự quý vị. Cái chuyện nghe ha. Rồi cặp này giao lưu nhiêu chị? Rồi cặp 43 này giao lưu 108 à. Rồi xuống cây luôn. Cặp 44 luôn. Cao 44. Cái hoành 13. Đây hoành 18. Rồi. Để hai em này đặt luôn những gì? Chậm lại cái chị. Đó. Các bạn nó chạy quá. Kìm lại chứ không kìm nó chạy quá trời vậy. Rồi giao lưu nhiêu chị?
Rồi cặp 44 này giao lưu 250 á. Đây hết biết luôn. Rồi. Đã. Cặp 45 luôn. Cao 20. Quần 15. Quần 13. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nha chị. Rồi cặp 45 này giao lưu 180 à. Rồi, qua cặp 46 luôn. Cao 20. Chú Hoành 14 đi, 15 yếu một chút rồi tính 14. Chú Hoành 12. Rồi để, em này để nhìn viên đế qua đây. Cái đó như chị. Cặp 46 này giao lưu 190 nè. Rồi 190 ha. Rồi hết cây. Dạ lại muốn nấu cái gì không chị? Rồi cuối clip em cũng không có gì hơn. Kính chúc quý cô bác một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc à. Kính chúc thời gian vào xem ủng sổ ủng sớp em cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.